Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình của môn toán lớp 2 sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 2 sách cánh diều, trang 58-59. Bài phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Rồi trước hết là thầy giáo giải thích cho các em hiểu thế nào là phép cộng không nhớ và thế nào là phép cộng có nhớ. Ở đây thầy giáo ví dụ phép cộng 37 cộng với 22. Các em cộng từ bên phải sang bên trái. 7 cộng 2 bằng 9. 3 cộng 2 bằng 5. Ở đây các em nhận thấy khi chúng ta cộng các chữ số hàng đơn vị 7 cộng 2 bằng 9 thì số 9 này chỉ có một chữ số. Như vậy phép cộng này là phép cộng không nhớ. Còn khi các em cộng các chữ số hàng đơn vị mà chúng ta được một số có hai chữ số thì phép cộng đó là phép cộng có nhớ. Ở đây thầy giáo ví dụ phép cộng có nhớ. 37 cộng với 25. Rồi khi các em cộng hàng đơn vị, ta có 7 cộng 5 bằng 12. Thì số 12 này nó có hai chữ số. Cho nên phép cộng này là phép cộng có nhớ. Còn 37 cộng 22, khi các em cộng các chữ số hàng đơn vị là 7 cộng 2 bằng 9. Số 9 này chỉ có một chữ số. Như vậy phép cộng này là phép cộng không nhớ. Rồi như vậy là các em đã hiểu thế nào là phép cộng không nhớ và thế nào là phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Rồi cụ thể chúng ta vào nội dung chính của bài hôm nay. Để thể hiện phép cộng 37 cộng với 25 thì chúng ta mô tả bằng hình như sau. 37, trước hết chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hình lập phương nhỏ này thể hiện là một trục. 37, như vậy chúng ta có 3 trục, 1 trục, 2 trục và 3 trục. 37, chúng ta có 3 trục, 7 đơn vị, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 trục, 7 đơn vị thể hiện số 37 cộng với 25. 25 chúng ta có 2 trục và 5 đơn vị. Hàng trục chúng ta có 1, 2. Hàng đơn vị chúng ta có 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bây giờ các em cộng như sau. 3 trục ở hàng trên cộng với 2 trục ở hàng dưới. Như vậy hàng trục chúng ta có 1, 2, 3. 3 trục hàng trên cộng với 2 trục hàng dưới. Hàng đơn vị chúng ta có 7 đơn vị ở hàng trên kèm kết hợp với 3 đơn vị ở hàng dưới. Các em biết là 7 cộng 3 bằng 10. Như vậy các em lấy 7 đơn vị ở hàng trên cộng với 3 đơn vị ở hàng dưới, chúng ta được thêm một trục nữa. Các em đưa một trục này vào hàng trục. Và hàng đơn vị lúc này chỉ còn lại là 2. 1, 2. Rồi như vậy kết quả của phép tính bằng hàng trục chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6.
hàng đơn vị chúng ta có 1, 2. Như vậy kết quả của phép tính 37 cộng 25 bằng 62. Rồi cụ thể thì phép tính 37 cộng với 25 chúng ta thực hiện như sau. Kem cộng từ bên phải sang bên trái, tức là kem cộng hàng đơn vị trước. Ở hàng đơn vị kem lấy 7 cộng 5 bằng 12, thì kem viết 2 và nhớ 1. 12 gồm 1 trục và 2 đơn vị. Kem viết 2 đơn vị và kem nhớ 1 trục sang hàng trục. Để cho khỏi quên thì 1 trục đó kem thể hiện bằng 1 dấu chấm nhỏ ở trên cột của hàng trục. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. Viết 2 nhớ 1. Rồi, 7 cộng 5 bằng 12. Kem viết 2 và nhớ 1 sang hàng trục. Tiếp theo, ở hàng trục, 3 cộng 2 bằng 5. Do nhớ 1 nên kem thêm 1 bằng 6 và kem viết 6. Rồi, hàng trục là 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Như vậy là 37 cộng 25 bằng 62. Kem nhớ là khi chúng ta viết dấu chấm ở đầu cột của hàng trục thì kem viết dấu chấm mờ và nhỏ thôi, để nhắc nhở chúng ta là khỏi quên một trục khi chúng ta cộng. Ở đây thầy giáo viết dấu chấm to như thế này để cho các em dễ nhìn thôi. Rồi cụ thể 37 cộng với 25, các em đặt tính như sau. Các em nhớ là hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị và hàng trục thẳng cột với hàng trục. Rồi sau khi đặt tính xong thì các em sẽ thực hiện phép cộng như sau. Các em cộng từ bên phải sang bên trái. Đầu tiên là các em cộng hàng đơn vị trước. 7 cộng 5 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 7 cộng 5 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. Và các em nhớ đánh dấu một dấu chấm nhỏ ở đầu cột của hàng trục để nhắc nhở cho chúng ta khỏi quên. Chúng ta cần phải cộng thêm một trục nữa vào hàng trục. Bảy cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1 này. Rồi tiếp theo là các em cộng hàng trục. Là 3 cộng 2 bằng 5. Nhưng do nhớ 1 nữa, các em thêm 1 bằng 6. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Như vậy là 37 cộng 25 bằng 62. Rồi cụ thể thì các em vào bài tập số 1 tính 32 cộng với 29 bằng bao nhiêu. Các em cộng từ bên phải sang bên trái. Trước hết là các em cộng hàng đơn vị. 2 cộng 9 bằng 11. Viết 1, nhớ 1. Các em đánh dấu một dấu chấm nhỏ ở trên đầu cột của hàng trục để cho khỏi quên. 2 cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, do nhớ 1 kem thêm 1 bằng 6, viết 6. Như vậy là 32 cộng 29 bằng 61. Bằng cách làm tương tự, kem bấm tạm dừng video và thực hiện các phép tính còn lại. Và kem nhớ là sau khi tính xong
Các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi, phép tính thứ hai là 15 cộng với 38. Các em làm tương tự, cộng từ bên phải sang bên trái. 5 cộng 8 bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 1 cộng 3 bằng 4. Thêm 1 bằng 5. Viết 5. 36 cộng với 47. 6 cộng 7 bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 3 cộng 4 bằng 7. 3 cộng 4 bằng 7. Thêm 1 bằng 8. Viết 8. 67 cộng với 17. 7 cộng 7 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 6 cộng 1 bằng 7. Thêm 1 bằng 8. Viết 8. 8. Tiếp theo em sang bài tập số 2, đặt tính đổi tính. 19 cộng với 43. Trước hết là các em đặt tính. 9 cộng 3 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. Các em chấm một chấm nhỏ trên đầu số 1 để cho khỏi quên nha. 9 cộng 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 1 cộng 4 bằng 5. Nhiều em cộng chưa quen là 1 cộng 4 bằng 5, các em viết luôn số 5 mà quên mất là chúng ta đang nhớ 1, đúng không? 1 cộng 4 bằng 5. Do nhớ 1 thì các em phải thêm 1 bằng 6. Viết 6. 58 cộng với 26. 8 cộng 6 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7. Thêm 1 bằng 8. Viết 8. 47 cộng 14. 7 cộng 4 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5. Thêm 1 bằng 6. Viết 6. 66 cộng với 25. 6 cộng 5 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Viết 9. Rồi, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 2. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng. Phép tính thứ nhất, bạn Voi thực hiện. Phép tính thứ nhất là 29 cộng 47 bằng 66. Rồi, chúng ta cùng thực hiện phép tính này với bạn Voi. 29 cộng 47. 9 cộng 7 bằng 16. Viết 6 nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6. Bạn Voi viết luôn là 6 mà bạn ấy quên mất là nhớ 1, đúng không? 2 cộng 4 bằng 6. Do nhớ 1, các em phải thêm 1 bằng 7, viết 7. Nhưng bạn Voi quên mất là nhớ 1. Vì vậy mà khi thực hiện phép tính nhớ 1 thì các em nhớ là đánh dấu một chấm nhỏ đây nha, chấm nhỏ thôi, ở trên đầu cột hàng chục để chúng ta khỏi quên. Rồi, tương tự phép tính thứ hai, chúng ta kiểm tra xem bạn Voi thực hiện đúng hay sai. 37 cộng với 54. 7 cộng 4 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 3 cộng 5 bằng 8. Bạn Voi cũng quên mất là nhớ 1, bạn ấy viết luôn 8. Như vậy là sai. Như vậy là 3 cộng 5 bằng 8, phải thêm 1 bằng 9, viết 9. Tiếp theo là các em kiểm tra phép tính 42 cộng với 36 xem là bạn Voi thực hiện có đúng hay không.
2 cộng 6 bằng 8. Rồi, 8 chỉ có một chữ số. Như vậy đây là phép cộng không nhớ. 2 cộng 6 bằng 8. 4 cộng 3 bằng 7. 4 cộng 3 bằng 7. Nhưng bạn void lại nhầm là phép cộng có nhớ. Bạn ấy thêm 1 bằng 8. Đúng không? 4 cộng 3 chỉ bằng 7 thôi. Đây là phép cộng không nhớ. Tiếp theo em sang bài tập số 4. Một trang trại có 28 con dê đen và 14 con dê trắng. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con dê? Ở trong các bài trước thì các em đã học cách trình bày một bài toán có lời. Để trình bày một bài toán có lời thì các em làm theo 3 bước. Bước 1 là các em viết câu trả lời. Bước 2 là các em viết phép tính và thực hiện phép tính. Bước 3 là các em viết đáp số. Rồi, bước 1 là các em viết câu trả lời. Để viết câu trả lời thì các em phải tìm được câu hỏi của bài toán. Câu hỏi của bài toán thường bắt đầu bằng từ hỏi. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con dê? Thì đây là câu hỏi của bài toán. Để viết câu trả lời, các em bỏ từ hỏi đi. Rồi, từ bao nhiêu các em thay bằng từ số và sau đó các em thêm từ là ở cuối câu. Như vậy chúng ta có câu trả lời là trang trại đó có tất cả số con dê là 28 dê đen thêm 14 dê trắng. Như vậy chúng ta có phép tính là 28 cộng 14. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ trình bày bài giải như sau. Trang trại đó có tất cả số con dê là 28 con dê đen cộng thêm 14 con dê trắng. Chúng ta có phép cộng là 28 cộng 14. Các em đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp. 28 cộng 14. 8 cộng 4 bằng 12. Số 12 có 2 chữ số, như vậy đây là phép cộng có nhớ. 8 cộng 4 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3. Thêm 1 bằng 4. Rồi như vậy là bằng 42 con. Đáp số thì em viết cụ thể ra là 42 con dê. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.